Hello, mình chào tất cả các anh em ha. Hôm nay mình cũng vừa hoàn thành xong cái con 12 khác đi GBT ha anh em. Để đánh mặn lợ ngọt phèn ha. Mặn từ tầm 15 phần ngàn cái loại anh em. Mà đánh ok ha. Đây, mình sẽ test máy chế độ băm cho anh em xem. Cái máy này thì vừa bộ vừa thì nhỏ anh em. Là đánh được rất là hiệu quả ok luôn ha. Mạnh yếu. Băm bây giờ GBT nha anh em. Đây, cái này nghe tiếng máy ha. 12 phép 30 GBT. Bộ nhìn nhỏ. Rồi các anh em nào xài thì cứ liên hệ mình ha. Rồi chào anh em.